Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2. Tập 51. Chương 501. Làm quan dùng mạo rất quan trọng. Một tiếng hô dài của hoạn quan nhắc nhở hoàng đế tới. Mọi người đồng loạt đứng dậy cầm hốt bản hành lễ với hoàng đế. Nghi lễ đơn giản, hoàng đế nói một câu chúng khanh bình thân, mọi người ai nấy về thảm của mình, ngồi quy tập trung tinh thần lên triều. Chuyện thảo luận trên triều chẳng liên quan gì tới loại lâu la như Vân Sơ, dù đã tới được đây rồi, nhưng nếu vị trí ngồi mà chưa ở nửa bên trên thì chỉ có phận ngồi nghe thôi. Thái cực điện rộng tới kinh người, từ chỗ hoàng đế tới nơi Vân Sơ ngồi phải xa tới 80 mét. Thêm vào đại điện có 12 cái trụ đồng lớn chạm hình rồng quấn quanh, trong trụ là than lửa, khiến bên trong cực kỳ ấm áp. Không biết vì sao, Vân Sơ vào điện là lim dim lờ đờ, một lúc sau y hiểu ra, bởi vì trong điện quá nhiều người, thêm vào 12 cái lò kia, khiến mình thiếu dưỡng khí nhẹ. Thế là Vân Sơ cố phấn chấn tinh thần, lấy từ trong lòng ra một cái bếp than cầm tay, đây là thứ người ta hay dùng cầm sưởi tay cho ấm, không có gì lạ. Nhưng tiếp đó y lại lấy ra một cái ấm, thong thả mở bếp than, cho quả thông khô, thổi nhẹ nhẹ cho lửa cháy lên, đặt ấm đun nước nóng lên rót cho bản thân một chén trà. Đang uống thấy Lý Kinh Huyền ngạc nhiên nhìn sang, liền chia cho hắn một chén. Lý Kinh Huyền không phải định xin trà mà đang muốn hỏi làm sao y có thể mang từng đó thứ theo, cuối cùng lại thôi, nhận chén trà uống. Trà của Vân Sơ tuy đắng, nhưng thơm ngào ngạt, đúng là kích thích thần kinh, làm người ta tỉnh táo. Hai người dùng quan bào thùng thình che giấu, thong thả uống trà. Trên triều đang cãi nhau tưng bừng. Người thổ phồn liên lạc các bộ Nam chiếu 6 năm rồi, tổng thể mà nói là từ năm Thái Tông về trời. Có điều thổ phồn không nhiều thứ để cho Nam chiếu, nên Nam chiếu không theo. Từ năm ngoái chuyện liền thay đổi, sau sự kiện thổ phỉ đại đường ta cướp bóc khuê nữ của Lộc Đông Tán, lại có chuyện cha con Khâu Hành Cung mưu sát sứ giả thổ phồn. Thổ phồn bất chấp mọi giá để lôi kéo các bộ Nam chiếu. Nói không chừng Nam chiếu sẽ ngả về phía thổ phồn. Nghe kiến giải của Lý Kinh Huyền, lại lắng nghe trên triều nói chuyện Bá Châu một lúc, hỏi nhỏ, Lý Huynh vì sao không dâng tấu lên. Lý Kinh Huyền lắc đầu, tấu sớ của Trung Thư xá nhân không được bệ hạ chú ý đâu, phải lấy danh nghĩa của Trung Thư tỉnh đưa lên mới được. Vân huyện lệnh nghe rồi đấy, người của Trung Thư tỉnh ngả về phía gây áp lực với Nam chiếu. Kiến giải khác biệt, như sâu mùa hạ nói chuyện mùa đông vậy. Vân Sơ nâng chén trà, cạn chén vì đám lâu la chúng ta. Lý Kính Huyền thấy Vân Sơ nói chuyện hóm hỉnh cũng cười đáp lại, nâng chén uống cạn. Rất nhanh chuyện của Nam chiếu thương lượng xong, hôm nay là ngày các tân khoa tiến sĩ lên triều diện kiến hoàng đế. Tên tuổi các tân khoa tiến sĩ chẳng có gì đáng chú ý, Vân Sơ chẳng quen biết ai tham gia khoa cử năm nay, tới khi nghe thấy hai chữ trung quỷ, y, phấn chấn hẳn. Đến Lý Kính Huyền cũng nhận ra ngay phản ứng của y, trung quỷ này quen với ngươi sao? Vân Sơ nhìn gương mặt hoàn mỹ gần như không chê trách được gì của Lý Kính Huyền, nghe văn thư nói mặt mày tệ lắm, không ngờ đỗ tiến sĩ. Lý Kính Huyền ngạc nhiên, chẳng lẽ huyện tôn cũng lấy dung mạo đánh giá con người. Vân Sơ càng ngạc nhiên, huynh xem chư công trên triều ai cũng tướng mạo đường đường, chẳng phải được lựa chọn à. Lý Kính Huyền lắc đầu, dựa vào diện mạo bề ngoài con người là sai lầm, triều đình chọn sĩ sao có thể. Nói tới đó chỉ thấy một người mình cao 8 thước, mặt đen như đít nồi, đầu báo mắt nhỏ, râu ria đầy mặt đi vào. Trông giống hệt như một tên đại đạo giết người phóng hỏa không gớm tay, kết hợp với thể hình cao cao hùng tráng, rất có sức uy hiếp. Người này dù đã thu bớt bước chân, vẫn cứ đi phăm phăm, khác hẳn người thường. Lý Kính Huyền nhìn mặt người đó một cái không kìm được buột miệng, xấu quá. Vân Sơ thì cười híp mắt nhìn tráng hán cực kỳ xấu xí đó, càng nhìn càng thấy thích, tiểu đệ đây lại thích người này, nếu bệ hạ không nhận, ta sẽ nhận tới huyện Vạn Niên. Ý, huyện tôn vừa chê xấu mà. Trường An này yêu ma quỷ quái quá nhiều, cần người như vậy áp chế. Cây quế năm chỉ mọc ra 21 cành mới vào năm Vĩnh Huy thứ 6. Trung quỳ xếp hạng đầu. Lý Trị hào hứng điểm danh, trung quỳ là ai, đứng ra cho trẫm xem. Chỉ nghe một giọng nam trầm vang từ trong quần thần vang lên, chính là thần. Tiếp đó một trang hán cúi đầu đi ra. Lý Chi nghi hoặc, ái khanh vì sao cúi đầu? Vi thần tướng mạo xấu xí. Ha ha ha, nam tử đại trưởng phu, sao có thể lấy tướng mạo luận anh hùng? Cứ ngẩng đầu lên. Chu Quỳ nghe vậy kích động tới trào nước mắt, ngẩng đầu lên trong tiếng thở dài của Vân Sơ.
đại điện tức thì im phăng phắc. Vân Sơ buồn chán xem mấy cột đồng có rồng quấn quanh, đây kỳ thực là một hình phạt vô cùng cổ xưa là bào lạc. Trong truyền thuyết không nói rõ trung quỷ chạm vào bậc thềm mà chết hay chạm cột mà chết. Nhìn hoàn cảnh hiện nay thì hai khả năng đó đều không cao, vì bậc thềm chỗ ngồi của hoàng đế bằng gỗ, lại bọc thảm dày. Trụ đồng thì rỗng ruột, muốn húc đầu vào chết khó lắm. Cho nên Vân Sơ chuyển ánh mắt tới cái ngưỡng cửa đại điện làm bằng thiết mộc. Thứ này phần giữa bị bách quan ra ra vào mài nhẵn thín, cạnh cũng tù rồi, nhưng hai bên thì gác, góc 90 độ sắc như dao ấy, đâm đầu vào đó chắc chết ngay. Lát nữa trung quỷ mà muốn chết sẽ chọn ở đây. Lý Trị mặc dù không bị dung mạo của trung quỷ làm sợ hãi, nhưng có thể nhận ra hắn không vui. Gọi trung quỷ ra vốn là để chọn hắn đứng đầu khoa cử, nhưng trung quỷ ra rồi, Lý Trị lại nhìn người khác, không nhắc tới hắn nữa. Thế là đợi hoạn quan đọc tên, người đứng đầu biến thành Tiết Trường Thọ. Vân Sơ phát hiện trung quỷ không phải người giỏi khống chế cảm xúc cho lắm, toàn thân hắn đang từ từ run lên, xem ra căm phẫn thống khổ trong lòng. Hắn sắp biến thành biển rộng rồi. Lý Kính Huyền cũng chú ý biểu hiện của trung quỷ nãy giờ, người này có vẻ nóng tính không biết kiềm chế, huyện tôn mà nạp hắn vào huyện Vạn Niên, cẩn thận hắn gây họa đấy. Vân Sơ bình thản nói, ta thường cảnh cáo trúc quan, làm bất kỳ việc gì, thân là quan lại đại đường, phải đứng trên chữ lý, như vậy không cần cấm kỵ gì hết. Đó không phải đạo làm quan. Lý Huynh cho rằng đạo làm quan là gì? Từ nhỏ ta nghe nói, làm quan nếu không vì dân không bằng về nhà nuôi lợn, một người làm quan mà cứ đắn trước đo sau, chẳng làm còn hơn. Lý Kính Huyền chắp tay, ở đạo làm quan mỗ ra không bằng huyện tôn. Vân Sơ cười nhẹ, Lý Huynh tuy nói vậy, trong lòng ắt đang xem thường ta biết. Không phải, ví dụ như tên Trương Độ kia, lần trước ta đã muốn đánh hắn rồi, còn cố ý mang theo hốt bản bằng gỗ du. Cuối cùng không ra tay được, người dùng hốt bản đánh hắn lại là huyện tôn. Cho nên không bằng là không bằng, không có chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo. Giải thích, trung quỷ là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của trung quỷ được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ. Ông được biết đến với nhiều tên gọi như Tứ Phúc Trấn Trạch Thánh Quân, Khu Ma Đế Quân. Trong đạo giáo, ông được tôn xưng danh hiệu là Dực Thánh Lôi Đình Khu Ma Tịch Tà Trấn Trạch Tứ Phúc Đế Quân, thường được gọi tắt là Trấn Trạch Chân Quân, Khu Ma Chân Quân, Khu Ma Đế Quân. Trong tín ngưỡng đạo giáo ở vùng Giang Nam, ba vị Phục Ma Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, Đãng Ma Thiên Tôn Chân Võ Đế Quân, cùng với Khu Ma Chân Quân Trung Quỷ Đế Quân, hợp xưng là Tam Phục Ma Đế Quân, là ba vị thần được tôn thờ nhiều ở các gia đường phía Nam Trung Quốc, với mục đích giáng yêu Phục Ma. Hết giải thích. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 502, nay khác xưa rồi. Khi Vân Sơ và Lý Kính Huyền đang nói chuyện thì quy trình Hoàng đế tiếp kiến tân khoa tiến sĩ đã xong, trong hai một người này. Người nhận chức quan cao nhất là tòng bát phẩm, thấp nhất là tòng cửu phẩm, mà chỉ đúng một người tòng cửu phẩm là trung quỷ. Ánh mắt Vân Sơ luôn nhìn chằm chằm trung quỷ, hắn rất lo tên này đột nhiên ở trước mặt hoàng đế giống một câu ta không phục, thế thì chỉ có kết cục bị Lý Trị chặt đầu mà thôi, mình không cứu nổi. May hắn không mất bình tĩnh, vẫn lặng lẽ theo sau đội ngũ, hồn siêu phách lạc ra ngoài. Quả nhiên khi hắn cúi gằm mặt đi tới chỗ ngưỡng cửa góc cạnh, tên này đột nhiên khựng lại, rồi thình lình đâm đầu vào đó. Lúc này Vân Sơ đã gập cái đệm dưới mông, khi đầu hắn sắp chạm vào ngưỡng cửa thì Vân Sơ ném đệm ra, vừa vặn chém lên ngưỡng cửa. Dù là thế lực đạo của trung quỷ vẫn rất mạnh, đệm không hóa giải được nhiều, mà trượt, đi, khiến vai hắn vào mặt đất. Cùng lúc đó bóng dáng Vân Sơ đã xuất hiện ở cửa, đỡ trung quỷ lên, vỗ cơ ngực hùng tráng của hắn, đúng là một hán tử văn võ song toàn, có hứng thú tới huyện Vạn Niên ta nhậm chức không? Trung quỷ ngỡ ngàng, tựa không dám tin vào tai mình, chớp mắt mấy lần, gương mặt xám xịt có chút sức sống, song chỉ thoáng qua, chắp tay chua chát, đa tạ ân công nâng đỡ. Vân Sơ biết hắn chưa tin, bóp mạnh vai nói chắc nịch, đã đồng ý tới huyện Vạn Niên ta nhậm chức, vậy mai tới chỗ chủ bạ nhận 10 quan tiền, về quê vinh diệu nửa tháng. Nửa tháng sau tin rằng ngươi sẽ nhận được cáo thân của lại bộ, lúc đó tới nhậm chức là được. Trung quỷ lần nữa thi lễ tạ ơn Vân Sơ, thấy đội ngũ tân khoa đã đi xa,
vội vàng chạy theo, thi thoảng quay đầu nhìn Vân Sơ. Mặc dù Trung Quỳ thiếu chút nữa húc đầu chết nhưng không hề gây ra chút chú ý nào, mỗi năm có rất nhiều người bị vấp ngã ở ngưỡng cửa đó, sớm không còn khiến người ta hứng thú nữa rồi. Sau đó không còn chuyện gì quan trọng, toàn chuyện vụn vặt cũng cãi nhau tới mặt đỏ tía tai, hơi chút hô lên đòi giết người ta, úp lên đầu đủ thứ tội danh nghiêm trọng, kết thúc chẳng có gì giải quyết được. Thế là tan chiều, Vân Sơ ở gần cửa không có nghĩa tan chiều y được ra trước, mà là các đại lão. Đám lão tặc Lý Tích, Tô Định Phương, Lương Kiến Phương khi đi ngang qua y cố tình phun dám không ngừng. Thậm chí Vân Sơ dám khẳng định nghe tiếng phẹt dài, chắc chắn có lão già dặn quá mạnh, y luôn ra khổ rồi. Vân Sơ đành phải nhịn, không thể đánh được, nếu đánh đám này có mệnh hệ gì thì mình thảm. Đừng thấy 4 năm trước Lương Kiến Phương còn đuổi Vân Sơ như con, bây giờ hai người mà đánh nhau, y chắc cả 10 phần đánh cho lão Lương không bò dậy nổi trong vòng 10 hiệp. Giờ y đã là thanh niên 19, tinh lực vào lúc thịnh vượng nhất, còn Lương Kiến Phương, 4-5 năm qua, ông ta đem tinh lực đặt vào rượu thịt, tiêu hao không ít. Bây giờ đừng nói cái gì mà cơm một đấu, thịt 10 cân, mà có miễn cưỡng ăn xong số đó cũng lập tức ỉa chảy. Bùi Hành Kiệm xuống nông thôn khảo sát rồi, đám võ tướng này, Vân Sơ thấy mình một chấp 4-5 người cũng chẳng thành vấn đề. Đám đó trừ phun dám lòi cướp ra cũng làm gì được mình đâu, ra tay đánh trước cho y có cớ thì họ chẳng dám, như lão Lương kia trợn mắt nhìn y rồi đi thôi. Chịu đựng sự khinh bỉ của đám võ tướng xong, đám quan văn cũng chẳng nhìn y với chút thiện cảm nào. Rất nhiều người trong số bọn họ cực kỳ khinh bỉ hành vi họ cho là lấy lòng hệ thống quan văn một cách vô nguyên tắc của y, cho dù năm xưa để được hòa nhập vào đội ngũ này. Bọn họ làm những chuyện vô sỉ hơn Vân Sơ nhiều, nhưng chuyện đó chẳng ảnh hưởng tới việc họ đã ở trong đội ngũ khinh bỉ kẻ đứng ngoài rìa như Vân Sơ. Cũng may là những người này cũng biết tính khí Vân Sơ không tốt, không ai dám đứng ra nói những lời thiếu lễ, độ. Nếu có Vân Sơ không ngại tiếp tục dùng hốt bản của Lý Kính Huyền đập kẻ đó phun ra bã. Một người lập lời thề phải trở thành Kinh Triệu Doãn sẽ không thể đứng chung chiến vào với đám triều thần này được. Vì Kinh Triệu Doãn là quan địa phương lớn nhất thiên hạ, không thuộc về hệ thống kinh quan, thậm chí có thể nói là lợi ích đối lập nhau, giảm sát nhau. Đã thế thì cứ lấy Lý ra mà nói, đừng nói tới giao tình gì cả, vì nhắc tới giao tình, thế nào cũng có một bên là loạn pháp kỷ. Vân Sơ vừa rời khỏi cái thái cực điện thối như nhà xí, vừa hít được một hơi không khí trong lành thì Ôn Nhu và Địch Nhân Kiệt sán tới ngay, cả hai mặt mày háo hức, ngươi ra tay đánh Trương Độ à. Tên đó chổng mông về phía ta phun rắm, còn mời ta đánh hắn, cả đời chưa bao giờ nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy, nên ta cho hắn toại nguyện. Ôn Nhu xoa xoa tay, lập tức tìm kiếm sơ hở của hắn, giết chết hắn luôn. Ngươi không nghe thấy thôi, tên đó ở bên ngoài la hét muốn giết chết ngươi. Địch Nhân Kiệt ngẫm nghi, giết võ tướng không dễ đâu, tội tham ô uống máu binh sĩ không đủ giết hắn. Vậy thì chỉ còn đường mưu phản và tự ý điều binh thôi, nếu không có thì... Vân Sơ lắc đầu, đừng ngụy tạo chứng cứ, nếu như có chứng cứ thực sự thì giết chết hắn, nếu như không có thì coi như hắn lớn mạng. Ba người vừa bàn bạc vừa rời đi, chuyện này cần tính toán lâu dài mới được, đầu tiên phải tra xem tên đó có tội nhất định phải chết không. Nếu có thì giết hắn cũng không muộn. Cùng lúc đó Trung Quỳ về khách xá, một mình ngồi trên giường nhìn trần nhà, hồi ức lại chuyện xảy ra ở đại triều hội hôm nay. Đầu tiên là gương mặt từ ôn hòa chuyển sang lãnh đạm của hoàng đế, tiếng cười trộm trong đội ngũ tiến sĩ. Rồi văn võ bá quan nhìn thấy gương mặt hắn liền xôn xao, từ nhỏ xấu hắn cảm thụ rõ sự khinh ghét chỉ qua cử chỉ rất nhỏ. Từng chuyện đó càng nghĩ càng làm hắn uất ức, đau khổ, tuyệt vọng, chẳng còn muốn sống tiếp nữa. Thật may nụ cười của vị huyện lệnh mặc hồng bào đó khiến hắn thấy thế gian này còn chút hơi ấm. Ta sinh ra ở Trung Nam Sơn, sống ở Trung Nam Sơn, làm quan ở huyện Vạn Niên dưới chân Trung Nam Sơn cũng là chuyện không tệ. Trung Quỳ thở ra một hơi dài, phát tiết bất mãn trong lòng đi quá nửa, bản thân tuy học đầy năm xưa, lòng có gấm vóc, nhưng chẳng thể thi triển hoài bão làm hắn cứ canh cánh trong lòng. Nếu vị huyện lệnh đó đối xử với mình như quốc sĩ, hắn báo đáp lại như quốc sĩ. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, thêm một trợ thủ. Thực ra cũng có thể thông qua bề ngoài đánh giá con người. Ví dụ Vân Sơ thời thiếu niên gương mặt ít nhiều có chút nữ tính hóa,
Mấy năm qua vì cơ bắp phát triển, diện mạo thay đổi nhiều, rắn giỏi góc cạnh hơn. Thêm vào bây giờ y tu dưỡng hơn, trừ lúc đánh. Người khác thì bình thường đối xử với đa phần mọi người đều ôn hòa, lại có thể xuất khẩu thành văn, nên người ta nhìn vào một cái là thấy ngay y là thanh niên tài tuấn, tiền đồ rộng lớn. Địch Nhân Kiệt là một hình thái tài tử khác, đang thấy hắn bụng phệ mặt to mà xem thường, chỉ cần nhìn dáng vẻ hắn khi làm việc. Tấm thân to bèo kia không còn mang tới cảm giác xồ xề nữa khiến người ta yên tâm vững lòng. Ôn Nhu trời sinh gầy gò mỏng manh, trông ốm yếu, có điều gương mặt thanh tú, ngũ quan vô cùng sinh động, khi nói tới tin đồn, đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ. Người ta nhìn vào là thấy đây là người trí tuệ mà người thường khó ai bằng. Còn Trung Quỳ đứng cạnh ba người họ, người ta nghĩ đây là một tên tay sai hung ác. Hôm qua nghe nói Trung Quỳ hôm nay sẽ tới huyện nha báo danh, cho nên từ sáng sớm Ôn Nhu và Địch Nhân Kiệt tới xem trò hay rồi. Ba người bọn họ đi quanh Trung Quỳ mấy vòng, sau đó Ôn Nhu lấy ra bản sao bài thi của Trung Quỳ. Vừa đọc vừa nhìn hắn, đầu thai là việc yêu cầu kiến thức, ngươi đầu thai nhầm cửa, vào bụng lão bà nhà đồ tể à. Địch Nhân Kiệt tấm tắc, văn chương của ngươi lấp lánh hào quang trí tuệ, kiến giải chẳng tầm thường, nếu mà lắp cái mặt Vân Sơ vào, bệ hạ sẽ khen ngươi nở hoa ngay. Vân Sơ thì tiếc nuối, tấm thân này không học võ, phí quá, sao lại học văn. Văn nhân chỉ là đám chó chỉ nhìn mặt không nhìn người. Trung Quỳ câm nín nhìn ba người đó, nếu không phải nhận ra họ không có ác ý, hắn rút đao chém mỗi tên một cái rồi. Nhất thời không biết phản ứng thế nào, hắn dùng một tay nâng cái bàn làm việc nặng nề của Vân Sơ lên. Nhẹ nhàng đặt xuống, hạ quan trời sinh thần lực, 14 tuổi đã không tìm thấy đối thủ, không học văn thì học gì nữa. Ba người kia cùng đứng lại nhìn Trung Quỳ không nói năng gì. Trung Quỳ thấy toàn thân ngứa ngay, hắn thấy ba người này không bình thường cho lắm, tuy không ai tỏ ra ghét bỏ y. Nhưng nhìn y như nhìn vật thể lạ đầy tò mò, hoàn toàn không giống bất kỳ loại người gì hắn đã gặp. Cuối cùng Ôn Nhu thở hắn ra, Vân Sơ 14 tuổi tung hoành tập vạn đại quân đột quyết, chính là do bọn ta thổi phồng không thèm để ý sự thực mà ra. Còn ngươi 14 tuổi không tìm thấy đối thủ là do ai thổi phồng ra. Trung Quỳ ngượng nghịu không ngờ người ta nhìn phát là ra, Lý đạo trưởng, Thuần Phong. Ôn Nhu tỏ ra kinh nghiệm, gật gù, thế thì hợp lý rồi, không có Lý Thuần Phong tiến cử, ngươi chẳng có cơ hội vào trường thi, nói thế lần này ngươi được thi tiến sĩ là nhờ hạn ngạch của đạo môn. Vâng, Trung Quỳ đáp xong quay sang hỏi Vân Sơ, không biết huyện tôn chuẩn bị bố trí Trung Quỳ làm gì. Vân Sơ nghiêm mặt, lời nói hùng hồn, ta có 500 người bất lương, dùng tra kẻ gian, chỉnh đốn pháp kỳ, để người lương thiện đường hoàng đi trên đường lớn, khiến thứ gian tà không chỗ ẩn thân, nay thiếu một thống lĩnh, Trung Quỳ có làm được không? Trung Quỳ nghe mà phấn khích, một tay, định ngay gian, trừng ác dương thiện, ưỡn thẳng người dõng dạc nói, cứ giao cho hạ quan, chưa tới nửa năm sẽ khiến kẻ ác không có đất trốn. 500 người này khi ngoại địch xâm lấn, có thể mặc giáp lên ngựa, phá địch ngoài biên cảnh, làm được không? Hạ quan thuộc lòng binh thư, hành quân bố trận tuy không bằng lão tướng, nhưng cách luyện quân, tự nhủ có thể ngạo thị quần hùng. Vân Sơ cười to, thế thì 500 người bất lương này giao phó cho ngươi. Nói rồi lấy một tấm đồng bài trên bàn ném cho Trung Quỳ. Trung Quỳ hăm hở cầm đồng bài đi ra ngoài hô lớn, 500 bộ hạ của mỗ ở đâu? Địch Nhân Kiệt nhìn theo một lúc cau mày, thế này có phải qua loa quá không? Ôn Nhu ủng hộ, thì cứ thử xem nào, ngươi không thấy à, gì chưa nói chứ bằng tướng mạo của hắn đủ dọa người ta sợ tới bệnh luôn rồi, làm việc này quá hợp còn gì. Địch Nhân Kiệt chép miệng, thế mà ta không nghĩ ra, kẻ này theo ta phá án, kẻ ra nhìn thấy có khi chưa hỏi đã khai rồi. Vân Sơ không nói gì cả, rất hài lòng, có người này, y bớt bao nhiêu là việc, thấy hôm nay trong huyện nha không còn chuyện gì nữa, đuổi hai tên kia đi rồi cưỡi ngựa về nhà. Dương liễu nảy trồi, cỏ xanh chân tường nhú lên, dự báo mùa xuân của Trường An lại lần nữa tới rồi. Nhưng mùa xuân ở Trường An và mùa xuân ở phương Nam khác nhau, ở phương Nam thì gió xuân thổi tới, sau một đêm ngàn hoa đua nhau nở. Còn ở đây, mùa xuân phải cùng mùa đông chiến đấu giằng co mấy lần mới được. Cho nên vừa hôm qua thôi thấy cơn mưa xuân bay bay, ngay hôm qua gió lạnh ù ù, tuyết như lồng ngỗng rồi. Chồi non của Dương Liễu chẳng nhuộm xanh được Trường An, tuyết lớn lại khoác lên trên người Trường An lớp áo mùa đông dày. Trong thế giới màu trắng đó, tháp Đại Nhạn xám xì rất bắt mắt. Ngu Tu Dung dẫn ba đứa bé, được Vân Na, Thôi Nương Tử Tháp Tùng, ngồi xe ngựa về nhà.
Bọn họ ai nấy mặt đỏ bừng bừng, tắm nước nóng thỏa thê ở nhà tắm riêng của Vân gia, ngâm mình trong nước nóng khiến ngày tháng giá rét không còn quá khó vượt qua nữa. Trước kia Ngu Tu Dung không dám tùy tiện đưa nha đầu béo Lý Tư ra ngoài, từ khi đưa nó vào cung một chuyến, bây giờ không cần gò bó nhiều nữa. Lý Tư thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, để tuyết trắng rơi lên đầu, ngốc ơi là ngốc, Ngu Tu Dung kéo thế nào cũng không được. Hết cách, Ngu Tu Dung phải nhéo mông Vân Na để nó rụt đầu lại, nếu không đứa bé này học theo cũng sẽ không chịu rụt đầu về. Vó ngựa lọc cọc, Vân Sơ xuất hiện bên xe ngựa, thô bạo ấn đầu Vân Na vào xe, tiếp theo ấn đầu Lý Tư, thế là trong xe vang lên tiếng cả đám trẻ con khóc inh ỏi. Chút tâm tình tốt đẹp nhờ sông hơi của Ngu Tu Dung mất sạch, vất vả lắm mới dỗ được ba đứa bé nín khóc, nói với trượng phu bên ngoài hơi gắt giọng, phu quân hôm nay về sớm thế. Ừ, công vụ không bận. Vân Na nhanh nhẹ chui ra khỏi xe ngựa, nhảy lên ngựa của ca ca, lại còn cố tình chui vào trong áo choàng lông, chuồn của ca ca, chỉ lộ cái mặt đắc ý ra lè lưỡi trêu tức Ngu Tu Dung. Ngu Tu Dung lập tức mách với Vân Sơ, muội tử chàng hôm qua ở nhà công tôn tỷ, dùng gậy đánh đuổi lão bà của Bùi Hành Kiệm. Người ta đưa bái thiếp tới, muốn đợi chủ nhân ra chàng về để trả lời đấy. Còn dám tới nhà ta à? Vân Sơ cười ngạo nghễ, bẹo má Vân Na, đánh nhẹ rồi. Vân Na nghênh nghênh nháy mắt với Ngu Tu Dung. Ngu Tu Dung giận lắm, thấy mình dạy bảo Vân Na không hiệu quả là do trượng phu ở bên phá, phu quân thiếp vừa mới rồi ở Thái Cực Cung đánh trung lang tướng tét ra nứt thịt. Muội tử ngài lại đánh quận phu nhân hủy dung, chẳng lẽ sau này Vân gia ta dựa vào đánh người để sống qua ngày à? Chẳng biết Vân Sơ có nghe thấy lão bà nó gì không, chỉ thấy y ngẩng đầu nhìn quanh, lẩm bẩm, ta ghét thành Trường Nam ngàn năm không đổi. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 504, chỉ cần bỏ tiền ắt sẽ có cách. Hoa năm ngoái từng nở, mùa xuân năm nay lại nở rộ, người năm ngoái nhìn thấy, mùa xuân năm nay cũng gặp. Sàn đá trên đường phố phường Tấn Xương trừ bị người qua lại dẫm cho trơn nhẵn ra thì chẳng có gì thay đổi hết. Ngay cả trúc chặt năm ngoái, năm nay lại có măng trồi ra, sức sống ngoan cường tới phát ghét. Tháp Đại Nhạn nếu không bị động đất phá hủy, nó sẽ đứng đó 1.000 năm. Tồn tại lâu dài cũng có cái hay, nhưng mà nên có thay đổi chứ. Từ khi y tới huyện Nha làm việc, phường Tấn Xương đã chững lại rồi, thế là không được. Vân Sơ tức thì quyết định, năm nay sẽ tu sửa lại những thủy cảnh của phường Tấn Xương, bất kể thế nào cũng phải có đài phun nước đúng không? Thế nhưng khi thương thảo với các công tượng, Vân Sơ mới phát hiện, đại đường chưa có cơ quan làm tăng áp lực. Đài phun nước cùng lắm chỉ phun cao 2 mét, đó gần như là đã phải vận dụng chênh lệch chiều cao ở mức tối đa mới làm được. Vân Sơ không cần biết, y muốn một cái đài phun nước phun ra cột nước 30 mét. Với một người từng chứng kiến đài phun nước hơn 100 mét mà nói, đây đã là yêu cầu thấp nhất của y rồi. Các công tượng nhất trí cho rằng huyện Tôn điên rồi. Nhưng khi nghe nói huyện Tôn nguyện bỏ ra 1.000 quan làm thứ vô tích sự này, nể mặt tiền, bọn họ sẵn sàng thử. Có người thông minh làm ra máy bơm lớn, bơm nước lên trên, do bốn tráng hán thao tác, bọn họ hớn hở đi khoe huyện Tôn. Nước đúng là phun cao mười mấy mét, kết quả là bị huyện Tôn đấm tím mặt. Ăn đòn đối với các công tượng mà nói không là gì cả, bọn họ chỉ cần có tiền, đánh thêm vài lần cũng không sao hết. Lại có người thông minh nhìn trúng xe cứu hỏa của trạm Vũ Hầu, hắn sáng tạo lắp theo tay đòn, dùng nguyên lý ống bể gia tăng áp lực nước. Thế là Vân Sơ được chứng kiến cảnh sáu tên tráng hán cơ bắp cuồn cuộn mím môi mím lợi ấn tay đòn, rồi đột nhiên mở van, không tệ, nước phun cao tới 20 mét. Chỉ được một tuần trà là cả sáu tên nằm vật ra thở rồi. Lần này coi như động não rồi, Vân Sơ thưởng cho 10 quan tiền, bồi thường xe cứu hỏa xong còn lãi được một ít. Ngươi nhất định muốn cái cột nước phun cao 10 trượng à? Có phải vì bù đắp tiếc nuối đái không đủ cao của ngươi không? Ôn Nhu không sao hiểu nổi cái sở thích quái đản của Vân Sơ, ta không phải muốn cột nước phun cao 10 trượng, mà là muốn phương pháp phun nước cao 10 trượng. Có phương pháp đó rồi ngươi có thể đái cao hơn à? Không, nhưng ta có thể tiếp tục từ đó chế tạo ra thứ ném được đá bay xa trăm trượng. Không thể nào, không có lực sĩ, cũng không có khí giới nào làm được thế. Vân Sơ thương hại xoa đầu Ôn Nhu, còn nhớ vụ nổ ở phế thạch đài không? Ôn Nhu khó chịu nghiêng đầu né, đó không phải do con người làm. Ta biết,
nhưng khi phế thạch đài nổi, có cục đá to bằng đầu người bay tới Thái Cực Điện. Ngươi biết phế thạch đài cách Thái Cực Điện bao xa không? Hơn trăm trượng. Vân Sơ lại xoa đầu ôn nhu, vừa rồi ngươi nói không có lực sĩ, cũng không có khí giới nào có thể ném đá xa trăm trượng. Vậy cục đá đó sao bay tới được? Nói xong Vân Sơ bỏ lại ôn nhu nhíu mày trầm tư về quan giải của mình. Vì không muốn sống ở đại đường trăm năm như một ngày, y phải khiến tất cả mọi người động não. Vân Sơ đưa ra nghi vấn, treo thưởng, trên đời này thế nào cũng có người trả lời y. Đừng nhìn đài phun nước và đá bay chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng nếu có người hiểu về sức nén, giải quyết những vấn đề này sẽ đơn giản. Đúng thế, thứ cuối cùng mà Vân Sơ muốn có là hỏa pháo. Chính là cái thứ kết thúc thời đại của những bức tường thành cao sừng sững, chấm dứt khái niệm về tòa thành không thể công phá. Mấy ngày trước đổ một trận tuyết lớn là sự ương ngạnh cuối cùng của mùa đông, đợi sau khi tuyết tan đi, vạn vật thực sự bước vào mùa phục sinh. Sáng hôm đó bác sĩ nông học Hứa Du mang tới cho Vân Sơ rau cải trắng, là thứ trước kia y bỏ ra 50 quan để đầu tư nghiên cứu, nay đã có hiệu quả. Hạ quan trồng 6 lần, giờ ở trạng thái tốt nhất, nếu huyện tôn muốn rau cải trắng to hơn thì phải thêm kinh phí là 100 quan, cùng 2 năm. Hứa Du là thứ người máy vô cảm với rau cải, hắn không bận tâm trồng ra thứ rau cải gì. Hắn chỉ muốn vị huyện lệnh Nhị Bách Ngũ nổi danh Trường An sẽ tiếp tục đầu tư để hắn có thêm 2 năm cuộc sống nhẹ nhàng. Vị huyện lệnh này chỉ hứng thú với những thứ to, theo kinh nghiệm trồng trọt 2 năm qua của hắn, chỉ cần cắt phần trên của cây cải trắng nặng 2 cân này rồi trồng tiếp, đợi khai hoa, chọn cây lớn tạp rào. Hắn tin 2 năm sau trồng ra được cải trắng hơn 5 cân. Có phương pháp thì dễ dỗi, 100 quan tiền kia hắn chẳng cần phải tiêu đồng nào, chỉ bỏ ít công sức thôi. Có bao nhiêu hạt giống? Vân Sơ xem xét cây cải trắng rất kỹ, chưa đủ to. Như y muốn hỏi, Hứa Du lấy một cái túi vải ra đặt trên bàn Vân Sơ. Vân Sơ mở ra xem, thấy hạt giống rất nhỏ, y thuận tay lấy mấy chục hạt rồi trả phần còn lại, chăm sóc cho tốt. Càng to càng tốt, đồng thời bản quan điều ngươi từ ti ông nông tự thành ti nông bác sĩ của huyện Vạn Niên. Giúp ngươi thăng từ cửu phẩm lên bát phẩm. Nếu ngươi trồng ra được cải trắng ta muốn, chưa nói tới kinh phí, ta thưởng riêng cho ngươi 200 quan. Tim Hứa Du đập cuồng loạn, bác sĩ ti nông tử nghe thì thanh cao lắm, nhưng cũng nghèo vô cùng. Quan bào của hắn sờn rồi, đen so với quan bào mới tinh đám quan lại huyện Vạn Niên mặc là hắn biết ở đây béo bở thế nào. Nếu mình thăng quan còn có 200 quan tiền thưởng, thêm vào tích góp bao năm, hẳn mua được một căn nhà 2 tầng ở phường Quang Phúc. Như thế cả nhà 9 khẩu của hắn không phải chén chúc trong viện từ nhỏ, phu thê hắn cũng không cần ngủ cùng 5 đứa con. Vân Sơ như nhìn thấu tâm tư hắn, tiếp tục nói, còn thưởng cho ngươi một căn nhà ở phường Quang Phúc hoặc An Nghiệp, tùy ngươi chọn. Lỗ mũi Hứa Du nở ra mấy lần, hơi thở nặng nề rõ, vậy xin cho hạ quan một mảnh đất yên tĩnh. Vân Sơ gật đầu, sẽ làm điều lệnh cho ngươi. Hứa Du thông minh hỏi, không biết huyện tôn hy vọng có cải trắng thế nào. Vân Sơ lập tức trải một tờ giấy ra, dùng bút vẽ một bức bạch thái đồ, ghi chút kỹ càng, thổi khô mực, nói, thế này, hình dáng, kích cỡ phải như thế. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, Hoàng đế cần biết mình có gì. Hứa Du làm bác sĩ nông học 15 năm rồi, hắn không tin bánh vẽ ra nữa, cửu phẩm lên bát phẩm chẳng có mấy ý nghĩa. Hắn đã 40, không hy vọng trong ngày tháng còn lại có thể thăng lên thất phẩm. Mà không lên thất phẩm thì cửu phẩm và bát phẩm không khác gì nhau, bổng lộc không đủ nuôi cả nhà. Hắn sớm từ bỏ mơ ước thăng quan, chỉ muốn thứ thực tế, nhất định muốn Vân Sơ viết văn thư, ghi rõ phần thưởng trên đó. Vân Sơ hỏi lại lần nữa, ngươi thực sự chỉ cần phần thưởng của ta, không cần triều đình ban thưởng, thăng tiến sao? Hứa Du gật đầu không suy nghĩ, đối với hạ quan vậy là đủ rồi, công lao bồi dưỡng rau cải trắng sẽ là của huyện tôn hết. Vân Sơ cười to, sau này ngươi đừng hối hận đấy. Hạ quan không hối hận. Đã thế Vân Sơ không cần thương hại hắn nữa, mời Ôn Nhu làm trung gian, viết 3 bản văn thư, 2 người ký tên, đóng dấu. Một bản cho vào hồ sơ huyện Vạn Niên, một do Vân Sơ cầm, một Hứa Du giữ. Nhìn Hứa Du kích động bái tạ rời đi, Ôn Nhu tặc lưỡi, ngươi thưởng lớn quá. Ngươi nghĩ nếu như trồng ra loại cải trắng 2 tháng rưỡi có thể thu hoạch, một mẫu 4.000 cân thì thưởng thế nào mới đủ.
tuy không thể nào có thứ như ngươi nói, nhưng nếu có thì một cái tước vị huyện nam không thành vấn đề. Vân Sơ hoan hỉ vỗ vai Ôn Nhu, đợi gọi ta là Vân huyện nam đi. Nói xong nhổ cây hoa mai trong bồn hoa của mình đi, cẩn thận xới đất cho xốp, đem cây cải trắng chặt nửa phần trên, còn nguyên rễ trồng vào đó. Vân Sơ nói với Ôn Nhu mặt mày hiếu kỳ nhìn mình trồng cây, làm tốt thứ này còn quan trọng hơn đoạt thành sa trường, ân huệ chúng sinh lớn hơn. Ha ha ha, ta chẳng thèm tranh công lao hiển hách, chỉ trồng tốt rau cải cũng làm đám lão tặc đó thẹn chết rồi. Khi Lý Hoàng tới phường Tấn Sương thăm cả nhà Vân Sơ thì Vân Sơ cho nó một chậu rau cải trắng vừa nhú mầm. Thế là suốt nửa ngày trời, Lý Hoàng theo bên cạnh Vân Sơ học làm sao trồng ra được một cây cải trắng tốt. Khi những mầm rau như lông tơ này mọc ra những chiếc lá thì chậu hoa này thành quả nhỏ, phải chuyển ra ruộng. Ngươi ở trong cung có thể xới một mảnh đất, giao cung nhân chăm sóc, 3 tháng sau khả năng sẽ thu hoạch được niềm vui bất ngờ. Vì sao là khả năng có niềm vui bất ngờ mà không phải chắc chắn có niềm vui bất ngờ? Lý Hoàng rất thích đặt câu hỏi, mỗi khi như thế đặc biệt long lanh, Vân Sơ nói chắc nịch, phàm người nói chắc chắn có niềm vui bất ngờ thì đều là kẻ lừa đảo. Nói thế thì Lý Nghĩa Phù và Thượng Quan Nghi đều là kẻ lừa đảo sao? Không thể nói vậy, họ lừa ngươi là để ngươi trở nên thông minh, mau chóng trưởng thành. Lý Hoàng ngẫm nghĩ, chẳng biết nó có hiểu không nhưng không hỏi chuyện này nữa, vậy vì sao ta phải trồng rau cải? Vì từ bây giờ ngươi nên biết, giang sơn của ngươi trong tương lai có những thứ gì? Ta hiểu rồi, Thượng Quan Nghi nói, xã tắc là cách gọi chung của thổ thần và cốc thần, cũng có nghĩa là giang sơn. Ông ấy còn nói, đất đai và lương thực là gốc lập quốc của đại đường, là căn cơ lập chính. Rau cải cũng là lương thực, tên tê phải học cách trồng, đúng không? Vân Sơ xoa cái đầu tròn của nó, sau này đừng tỏ ra thông minh như vậy, người khác nói ngươi chỉ cần tỏ ra hiểu một nửa. Thi thoảng tỏ ra thông minh một chút, để người ta thấy ngươi là trẻ nhỏ dễ dạy. Ta hiểu rồi. Lý Hoàng gật mạnh đầu, Vân Sơ dạy bảo Lý Hoàng một hồi rồi không nhịn được quay sang Vân Na vốn ở bên học trồng rau. Chẳng biết lén chạy mất khi nào, giờ đang há hốc mồm xem chim én tha rác xây tổ. Nó và Lý Hoàng đúng là không cùng chủng loại mà. Trồng cau cải xong, tiết học của Lý Hoàng sẽ kết thúc. Thông thường Vân Sơ chỉ dùng chừng 5 phút nói đạo lý với Lý Hoàng, nói nhiều hơn không có hiệu quả dạy học nữa. Dạy ai hiểu tầm quan trọng của bồi dưỡng lương thực mới cũng không quan trọng bằng dạy Lý Hoàng, chỉ có khắc vào xương nó, sau này nó làm hoàng đế mới coi trọng. Tiếp đó Vân Sơ dẫn Lý Hoàng đi xem các công tượng biểu diễn phun cột nước. Lần này đám công tượng mang tới một trang bị vô cùng kỳ quái, tổng thể mà nói nó giống như một cái hóa lớn uốn lượn. Công tượng không ngừng cho nước vào loa, nối loa với cái ông cong, nước phút ra ngoài, loa càng lớn, nước phun ra từ ông càng cao. Nếu như công tượng có đủ tiền, làm ra cái loa đủ to, một cái ống đồng đủ chắc, về lý luận mà nói, cột nước đúng là có thể phun cao 30 mét. Lý Hoàng chơi rất vui, Vân Sơ bỏ tiền ra mua ý tưởng của công tượng đó. Nói như thế hôm nay con tới phường Tấn Sương mang về một chậu rau cải nhỏ, còn xem công tượng làm một cái lo lớn đổ nước vào phun ra. Vũ Mị nhìn thẳng vào Lý Hoàng, mắt không chớp, Lý Hoàng quỳ xuống, hài nhi ham chơi, xin mẫu hậu trách phạt. Con không định biện giải sao? Ham chơi là ham chơi, biện giải sẽ làm người ta sinh ra buông thả. Đôi mày nhíu chặt của Vũ Mị giãn ra, để con tới phường Tấn Sương thăm muội muội cũng là để con thả lỏng, không phải để con ham chơi. Nhất là cái chuyện bỏ 1.000 quan ra chỉ để xem nước phun cao của Vân Sơ là hành vi chỉ hôn quân mới làm, con hiểu chưa? Lý Hoàng lập tức đáp, hài nhi biết sai, sau này không dám nữa. Vũ Mị quay sang xem chậu rau cải, ngữ khí mềm mỏng hơn, thân nông là chuyện rất tốt. Nếu như con hứa với Vân Sơ rồi thì phải trồng số rau này cho tốt, không được làm dở chừng, tới khi rau mọc lên mới thôi. Hai nhi biết ạ, tiếp tục học đại lễ nghi, còn 1 tháng nữa là lúc con làm chủ Đông Cung rồi. Lý Hoàng khấu đầu lui ra. Vũ Mị rất muốn gọi nhi tử lại trò chuyện, nhưng tới tận khi Lý Hoàng tới cửa cung, nàng không gọi ra được, lòng có chút áy náy. Lý Hoàng mặt hối lỗi vừa mới bước đi ra ngoài một cái liền tươi tỉnh hẳn, chỉ cần nhận lỗi mẫu hậu quả nhiên không phạt, nhưng chuyện này không thể làm nhiều, phải để dành. Nó nhìn thấy đại ca Lý Trung và mẹ đẻ Tôn Tần quanh quẩn trước điện Lương Nghi, không biết là muốn vào hay muốn đi. Nhìn bộ dạng của họ rất sợ hãi, Lý Hoàng không đi tới, vì Vân Sơ dặn nó, nếu thấy gặp người nào khiến mình khó xử thì đừng gặp.
Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 506, toàn những người dã tâm. Khi Lý Hoàng đi qua rừng trúc, nó chỉ thấy đang ngồi trên mặt đất gặm măng rau rau, nó nghe thôi cũng thấy nước bọt chảy ra rồi. Không nhìn thấy Phụ Hoàng đâu cả, có điều trong rừng trúc có tiếng người truyền ra, xem ra Phụ Hoàng đang dẫn người đào măng cho nó ăn. Lý Hoàng vì vừa gặp mẫu thân và đại ca, trong lòng chẳng vui lắm, nó không đi tới mà vòng qua phía khác của rừng trúc, ở trong cung này, nó chẳng muốn gặp ai. Cung nhân vẫn bê chậu hoa đi theo nó, mầm rau cải nhỏ xíu run rẩy, tựa hồ sợ hãi nơi này. Lý Hoàng về tới nơi mình ở, nhổ hết mẫu đơn sắp nở trong vườn hoa nho nhỏ đi. Đợi cung nhân và hoạn quan xới đất xong, Lý Hoàng theo lời Vân Sơ dạy, rải ít hạt giống lên, lấp đất, tưới nước, chuẩn bị thong thả đợi hạt giống này mầm. Còn về phần chậu rau cải Vân Sơ tặng, nó đặt ở chỗ nhiều nắng bên cửa sổ, mỗi ngày quan sát, khi nào lá mọc ra sẽ đem trồng vào. Vườn hoa, Lý Hoàng sai cung nhân mở cửa, hai mắt thất thần nhìn chậu rau, nó chẳng biết bao giờ chậu rau này mới lớn lên, nó không mau ngày mai. Nó muốn chậu rau này sẽ từ từ lớn lên cùng nó. Nếu được ở hẳn phường Tấn Xương như Ngọc Nô Nhi thì tốt quá. Lý Hoàng bị chính giọng nói phát ra trong vô thức của mình làm giật nảy mình, sợ hãi nhìn quanh, thấy cung nhân đều bận rộn ở đằng xa vỗ vỗ ngực. Nó lấy một tờ giấy, sai cung nhân mài mực, từng nét một sao chép tâm kinh. Nó không biết hàm nghĩa của tâm kinh, chỉ biết Phụ Hoàng và Mẫu Hậu đều rất thích. Vì chuyện Vân Sơ bỏ 1.000 quan tiền ra chỉ để xem nước phun lên cao quá kinh thế hãi tục, y bị các đại ngự sử gọi tới ngự sử đài một trận. F.I. phải viết một phong tấu sớ hối lỗi, 3 ngày sau trình lên, đồng thời phải từ bỏ hành vi điên rồ đó. Các công tượng phường Tấn Xương vô cùng tiếc nuối, bọn họ cho rằng mình đã mất đi một con đường làm giàu nhanh chóng. Lý Nghĩa Phủ lần đầu tiên đưa bái thiếp tới, yêu cầu nói chuyện với Vân Sơ. Vì lễ nghi, Vân Sơ không được đợi lão sư tới nhà gặp, nếu không y sẽ bị đàn hặc, tội này khó ai bênh vực được. Cho nên hôm sau Vân Sơ mang theo giỏ thức ăn tới phủ Lý Nghĩa Phủ. Mặc dù đã trở mặt rồi, nhưng danh phận sư đồ vẫn còn đó, y không thể làm chuyện gì thái quá. Vân Sơ lần nữa lại gặp Lý Nghĩa Phủ cười rất hiền hòa, song ông ta chẳng có tâm trạng quanh co vờ vịt với Vân Sơ, vừa gặp mặt là đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói ngươi có một bộ răng rồng, Vân Sơ thì lễ đáp, làm lão sư chê cười rồi, đó không phải răng rồng gì cả, chẳng qua là hàm dưới của một con thú lớn thời thượng cổ thôi. Lý Nghĩa Phủ cười, vậy ta cần hàm dưới của con thú lớn đó, ngươi cần gì? Vân Sơ lắc đầu, đệ tử 19 tuổi đã là quan ngũ phẩm rồi, chỉ cần không phạm sai lầm, không đi đường tắt, làm thật tốt việc trong bổn phận của mình, sớm muộn cũng đạt được mục tiêu. Đây là điều nhức nhối nhất của Lý Nghĩa Phủ, nếu y nhiều hơn 10, 20 tuổi, tin rằng họ có thể đạt thành thỏa thuận dễ dàng. Y còn quá trẻ, thong thả đợi, ông ta thì không, lão phu trước kia mắt mờ, bây giờ nguyện vì ngươi mà sửa đổi. Vân Sơ nhìn trái phái, không dám làm phiền lão sư, đệ tử có một nghi vấn, không biết nên nói trước mặt không. Nói ra nghe xem nào, nhìn lại quá khứ của lão sư, làm việc gì cũng truy cầu ổn thỏa, kín kẽ. Vì sao 2 năm qua lại làm việc kịch liệt, để lại vô số sơ hở như thế? Lý Nghĩa Phủ nhìn trần nhà, vì ta nhận ra, ta theo đuổi kín kẽ chính là sơ hở lớn nhất của ta. Trên đời không có ai hoàn mỹ, người hoàn mỹ không có bằng hữu, nếu ta vẫn cứ làm chuyện gì cũng chặt chẽ như vậy, ta có được địa vị ngày nay sao? Vân Sơ gật đầu, lão sư nói không sai, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Lý Nghĩa Phủ lấy tư thái lão sư dạy bảo, tiểu tử, làm quan phải dũng mãnh tiến tới. Lùi một, bước chẳng hề đất trời rộng mở nào hết, chỉ khiến người ta lấn tới đẩy người vào đường cùng. Chỉ có một mực tiến tới khiến tất cả ngước mắt nhìn ngươi, sợ hãi ngươi, như thế con đường trước mắt mới rộng mở. Vân Sơ đứng dậy thi lễ, thụ giáo rồi, đệ tử về sẽ bảo quản gia mang hàm dưới con thú lớn tặng cho tiên sinh. Lý Nghĩa Phủ phất tay, đạo bất đồng bất tương vi mưu, từ nay về sau, tình nghĩa sư đồ của chúng ta không cần nói tới nữa. Cả địch nhân kiệt và ôn nhu cũng vậy, con người mỗi giai đoạn khác nhau cần lão sư khác nhau chỉ dạy, tình nghĩa sư đồ chúng ta đi tới đây là hết. Đệ tử ở đây chúc lão sư đạt được sở nguyện, vạn sự như ý. Đi đi, nơi này không hoan nghênh người. Vân Sơ chắp tay cáo từ, ra tới cửa quay đầu nói, điều tích trùng văn thực ra không phải do Thương Hiệt tạo ra.
là tiền dân thượng cổ trong lao động cuộc sống sáng tạo ra, cho nên không có dấu vết gì để tìm. Nếu tiên sinh muốn lợi dụng bản lĩnh của thuần vu thị thì nên cẩn thận. Mùa xuân năm hiển khánh đầu tiên với người Đường mà nói là vô cùng quan trọng. Lý Trị trong năm này muốn thể hiện quyền uy vô thượng của mình. Vũ Mị muốn đổi thái tử thành nhi tử Lý Hoàng của mình, Lý Nhĩ Phù bừng bừng dã tâm, muốn lợi dụng giáp cốt văn nắm tiếng nói trên triều. Vân Sơ bận mở rộng trồng bông, chăm sóc đống rau cải trắng của y, bận rộn làm công tác giúp bách tính chuyển biến tư tưởng chỉ biết dựa vào nông nghiệp trồng trọt kiếm sống. Lý Tích đang viết thư trên mặt đất về sự nghiệp vĩ đại của mình. Ông ta mang theo uy thuốc nổ, tích cực chuẩn bị đông chinh, tổng cộng điều động 26,6 vạn đại quân, chuẩn bị đánh một trận là Bình Định Cao Câu Ly. Lần trưng dụng binh mã hữu vụ vệ này, huyện Trường An, Vạn Niên là trọng điểm. Phủ binh huyện Vạn Niên gần như huy động chưa từng có, còn số xuất chinh đạt tới 3.100 người, vượt qua số lượng hai chiết trùng phủ. Nếu gặp chuyện không lành, ví như một trận đại bại mang tính thảm họa, huyện Vạn Niên từ trên xuống dưới sẽ xuất hiện cảnh tiếng khóc dậy đất, nhà nhà để tang. Theo lý mà nói, việc trưng dụng quân ở Đại Đường tuyệt đối không vô nhân tính như thế, một chiết trùng phủ tối đa huy động 4 đoàn là 1.200 người. Nói cách khác, số lượng phủ binh bị điều động của huyện Vạn Niên không hợp quy củ thông thường. Nếu chỉ có một mình huyện Vạn Niên bị điều động như thế, Vân Sơ nhất định khiếu nại, nhưng huyện Trường An kế bên xuất binh 2.900. Nên khốn Bùi Hành Kiệm còn hưng phấn thỉnh chiến với Hoàng đế, nói muốn dẫn toàn bộ phủ binh huyện Trường An đi kiếm cơ hội phong hầu trên lưng ngựa. Thế là chặn luôn họng Vân Sơ. Văn thư điều binh của binh bộ đã tới, Vân Sơ nhìn danh sách mà rợn người, phủ binh từ 18 tới 50 đều trong hàng ngũ bị trưng dụng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, Vũ Sự Hàng Đầu. Khi Vân Sơ đang ngồi trong công, giải vỗ gáy phiền muộn vì danh sách thì bên ngoài huyện nha thì cãi vã om sòm như cái chợ. Bên ngoài làm cái gì thế? Vân Sơ bực mình giống lên, lập tức có tiểu lại đi vào bẩm báo, huyện tôn, bên ngoài có rất nhiều phủ binh, bọn họ tới điểm danh ạ, bảo bọn chúng không được làm ồn. Lần này là hoàng lệnh, ai nói gì cũng vô ích, chỉ cần là người trên danh sách đều phải điểm tướng xuất chinh, không chạy thoát đâu. Tiểu lại chẳng hiểu gì, huyện tôn, có ai chạy đâu ạ, mọi người chỉ muốn biết trên danh sách có mình không, nếu có sẽ về nhà chuẩn bị trang bị, lập tức đi liều đồng. Vân Sơ ngớ người, bọn họ muốn đi Liêu Đông tác chiến à? Vâng ạ. Vì sao? Tiểu lại gãi đầu, lần này chúng ta binh hùng tướng mạnh, đại soái là anh công, điều động trên 500 mãnh tướng từ thất phẩm trở lên. Chỉ cần đi một chuyến, 3 năm không lo trưng dụng, nếu theo đúng tướng quân sẽ có chiến lợi phẩm mang về, nếu may mắn hơn một chút kiếm quân công cũng dễ thôi. Vân Sơ mở to mắt, ngươi nghe ai nói vậy? Tiểu lại chỉ bên ngoài, đám phủ binh đó nói ạ. Một số người già lắm rồi cũng chạy tới hỏi. Vân Sơ bỏ danh sách xuống, chạy ra cửa huyện nha xem. Đám đông đang nhốn nháo im ắng hẳn, nơi này quả nhiên là đông nghìn nghịt, dùng mắt đếm sơ qua cũng phải hơn 2.000. Mọi người tha thiết nhìn Vân Sơ, y hắng giọng, Liêu Đông là nơi cực khổ giá rét, chinh phạt Cao Câu Ly không phải chuyện ngày một ngày hai mà thành công được. Năm nay bông đã trồng gấp bình thường hơn 10 lần, lại nuôi bao nhiêu gia súc như thế. Ai cũng chạy đi đánh trận trong nhà phải làm sao, trông cả vào bà nương, hài tử à. Vân Sơ nói những lời như vậy vào lúc này là không thích hợp, nhưng y vẫn thấy, chuyện này phải nói cho rõ ràng. Một phủ binh dâu đã trắng nhiều hơn đơn đi tới thi lễ, huyện tôn thương xót đám phủ binh, bọn tiểu nhân biết, 2 năm qua được mùa, trong nhà ít nhiều có lương thực dư. Bây giờ biên quan bất ổn, lão hán muốn nhân lúc mình còn vung đao được, ra biên quan liều mạng, tránh cho con cháu phải đi đánh trận. Ông ta vừa lên tiếng, phủ binh xung quanh hò reo tán đồng, hơn ai ai nấy đều như thể hận không xuất phát ngay được. Nhìn tình hình như thế, Vân Sơ không nhiều lời nữa, bắt đầu cho điểm danh, phát quân thiếp cho mỗi người trong danh sách. Thế là huyện nha tức thì trở nên bận rộn, tuy nói phủ binh xuất chinh trừ lương thảo ra còn lại phải tự chuẩn bị, nhưng Vân Sơ thấy mình là quan phụ mẫu nên chuẩn bị cho họ một ít. Thông qua cục trưởng cục cung môn Lão Hoàng, Vân Sơ đổi 200 bộ giáp tổ truyền rách nát của phủ binh đổi thành bộ giáp mới 7 đến 8 thành. Dù sao là giáp cũ cả, từ cũ biến thành nát có ai để ý đâu. Vân Sơ còn mở kho, lấy tên trúc để nhiều năm vì bảo quản không tốt sắp cong thành cung, thông qua thủ đoạn thần bí của Lão Hoàng,
đổi thành tên gỗ thẳng tắp. Còn đổi một phần cung trong tay phủ binh, tăng thêm cho mỗi người 3 dây cung. Vân Sơ phát động thiết, tượng toàn huyền, gia công lại cho vũ khí của phủ binh, rèn thêm một lần. Quan trọng nhất là huyện Vạn Niên còn mua liền một lúc 500 thớt chiến mã, tăng cường số lượng kỵ binh cho huyện. Vân Sơ đích thân tới phủ Lý Tích để xem có xin được cho phủ binh trong huyện ít thuốc nổ không, kết quả bị người ta đuổi thẳng cổ. Khi ra tới cửa mới nghe ông ta nói, nếu y đồng ý thành tướng quân thống lĩnh phủ binh huyện Vạn Niên thì có thể thương lượng, người ta ép ngươi lên chiến trường đấy. Ôn Nhu nói ngay ra bản chất, nếu ta lên chiến trường ngươi có tin chỗ nào nguy hiểm nhất là ông ta phải huyện Vạn Niên tới đó không? Cái này ta tin, với quan hệ tệ hại của ngươi với đám lão tặc, ta thấy chuyện cũ ở thành Quy Tư sẽ tái diễn. Nên ta mới không đi. Không sai, ngươi không thể đi, có điều ta nghe nói người thống lĩnh phủ binh huyện Vạn Niên là Quách Đãi Phong. Từ khi cha hắn và ca ca hắn chiến tử ở thành Quy Tư, hắn một lòng muốn chấn hưng gia tộc. Chuyện lấy mạng người khác ra đổi chiến công, hắn chẳng ngại đâu. Hắn dám à? Có gì không dám, hắn là tướng quân ở tiền tuyến, ngươi ở Trường An thì làm được gì? Đợi hắn về đánh một trận à? Ô, ngươi cũng chỉ có thể làm thế thôi. Vân Sơ nhìn Ôn Nhu đầy nghi ngờ, sao ta có cảm giác ngươi đang đẩy ta ra chiến trường? Còn chưa nhìn ra à? Tiêu Nhân Quý và Bùi Hành Kiệm đều dẫn quân xuất chiến, đám lão tặc sao có thể bỏ qua ngươi? Thậm chí ngươi còn đi tiên phong, nếu không điều động nhiều phủ binh huyện Vạn Niên thế làm gì? Viết tấu thỉnh chiến đi, mục tiêu của ngươi là Kinh Triệu Doãn, thủ vệ kinh thành trọng yếu như thế, chẳng lẽ bệ hạ có thể giao cho một con lợn? Đến lúc ngươi chứng minh mình là lợn béo hay mãnh hổ rồi. Ở đại đường quân công vô thượng, mấy cây rau cải của ngươi không so được đâu. Ta đoán bệ hạ đang đợi tấu thỉnh chiến của ngươi đấy. Viết đi, ta cũng đi. Chúng ta dẫn bách tính huyện Vạn Niên lên chiến trường, xem có cơ hội phong hầu trên lưng ngựa không. Vân Sơ trầm mặc, để ta nghĩ đã. Từ khi Lý Tích triển khai kế hoạch công lược Liêu Đông, toàn bộ đại đường không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa. Dưới công văn thúc giục liên tục của binh bộ, toàn bộ xưởng liên quan chút tới quân nhu thôi cũng toàn lực sản xuất. Thuốc sát trùng của Vân gia chớp mắt tăng sản lượng lên 20 lần, thôi nương tử phải dừng chuyện làm ăn khác, chuyển người qua giúp thỏa mãn nhu cầu của quân đội. Phường Tấn Sương cũng dốc sức ra làm một loại quân lương mới bột rang mỡ trâu. Bột lúa mạch giao chín với mỡ trâu, thêm ít muối vào, liền thành quân lương tiện mang theo, ăn ngon, lại còn no. Thứ này chỉ phường Tấn Sương mới làm nổi, phường khác muốn kiếm ít mỡ trâu còn khó. Khai xuân là lúc Trường An náo nhiệt, người người nô nức đi đạp thanh, nhưng năm nay trong thành tấp nấp đấy, nhưng là trong khẩn trương, thi thoảng lại thấy người mặc giáp mang vũ khí đi lại trên đường. Tất cả mọi việc dừng lại, Trường An thành cỗ máy phục vụ chiến tranh. Ngày 28 tháng 3, toàn bộ 3.100 phủ binh huyện Tấn Sương đều tới đủ. Thực tế số báo danh còn đông hơn, ai cũng tin tưởng vào cuộc chiến này, như đi Liêu Đông một chuyến là có thể lấy một đống chiến công về. Nhưng không phải phủ binh nơi nào cũng thế, Chiết Trùng phủ hai đạo Sơn Đông, Hà Bắc cực kỳ ghét cuộc chiến này. Năm xưa Tùy Dương Đế chiến bại ở Liêu Đông, Thái Tông Hoàng Đế uổng công trở về, bọn họ bị tổn thất nặng nhất. Chuyện này bách tính không hiểu, ai cũng nghĩ 26 vạn đại quân đều hùng tâm bừng bừng như họ. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 508, Phế Vật. 3.100 phủ binh huyện Vạn Niên đứng trên quân giáo trường ngoài thành, giáp đầy đủ, vũ khí mới oanh, ai nấy hiên ngang khí thế, Vân Sơ rất hài lòng. Quách Đãi Phong dẫn một đoàn người tới tiếp nhận huyện Vạn Niên bao giao phủ binh, đi theo hắn có một võ tướng tuổi tác trên 50 gần 60, râu tóc bạc trắng, cùng vài võ tướng cấp bậc không tệ. Còn chưa xuống ngựa, Quách Đãi Phong chỉ nhìn đội ngũ phủ binh một cái đã bĩu môi với Vân Sơ, chỉ thế thôi à? Vân Sơ cười nhạt, chính họ đánh Tả Vũ Vệ các ngươi vãi phân ra dưới đài điểm binh đấy. Quách Đãi Phong nhảy xuống ngựa, ra hiệu phó tướng kiểm tra nhân số, bản thân đi qua đi lại, thái độ khinh bỉ, lần này lão tử lên chiến trường, không cần phế vật. Hắn nói câu này rất to, một phủ binh trên 40 tuổi hùng dũng bước lên, bẩm tướng quân, thuộc hạ tòng quân 23 năm, thủ cấp tích lũy. Không đợi lão binh đó nói hết, Quách Đãi Chiếu xoay người đá một phát, lão tướng bất ngờ, luống cuống đỡ đòn, lùi 3-4 bước mới đứng lại được. Quách Đại Phong tiếp tục khinh khỉnh nói, chỉ thế thôi à?
Nói xong đá một phát làm phủ binh trẻ không có kinh nghiệm, bị đá lăn lông lốc. Hắn còn chưa thôi, tới bên phủ binh trẻ vừa bò lên lại đá một phát, phủ binh trẻ lần này đã kịp đưa hai tay đỡ. Không ngờ Quách Đãi Phong chỉ tung hư chiêu, người xoay nửa vòng, chân kia đã ra, lần nữa đá phủ binh trẻ ngã lăn mấy vòng. Quách Đãi Phong quay đầu nhìn Vân Sơ, chỉ thế thôi à? Ngươi kiếm nhiều khôi giáp tốt thế làm gì? Cấp cho chúng nhiều vũ khí tốt thế làm gì? Đợi bọn chúng tới dưới tay lão tử nhất định cho đám phế vật này biết thế nào là mãnh tốt. Vân Sơ lạnh lùng nói, ta chứng kiến nơi cha ngươi, huynh trưởng ngươi ngã xuống, bọn họ vì bảo gia vệ quốc, vì đại đường mà hy sinh. So tới lượt ngươi, trừ cái mồm ra thì chẳng còn gì nữa vậy. Bị đụng chạm tới nỗi đâu, Quách Đãi Phong siết chặt nắm đấm, hai mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng quan chức Vân Sơ cao hơn hắn. Nên hắn ép mình quay đầu đi, thấy toàn bộ phủ binh trừng mắt nhìn mình, chút lửa giận lên hộ tào. Hắn tóm lấy ngực Trần Hộ Tào giống, lão tử cần tinh nhuệ, cần mãnh tốt có thể lên chiến trường, ngươi mang tới cái thứ gì thế này? Trần Hộ Tào cứng rắn nói, những người này đều là hảo hán trên quân thiếp, nếu Quách tướng quân muốn điểm binh thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu ngài tới huyện Vạn Niên khoe uy phong thì chúng ta tới binh bộ lý luận. Quách Đãi Phong đẩy mạnh một cái, làm Trần Hộ Tào ngã chồng vó. Vân Sơ đi tới đỡ Trần Hộ Tào lên, phủi bụi trên quan phục của hắn, lạnh nhạt nói với Quách Đãi Phong, ta không biết ai bảo ngươi tới chọc giận ta cũng không biết vì sao chạy tới sỉ nhục quân dân huyện Vạn Niên. Bất kể vì nguyên nhân gì, trận chiến lần này ngươi vắng mặt rồi. Quách Đãi Phong cười lạnh, ngươi dám dẫn quân xuất chinh à? Nghe đồn anh công nhiều lần muốn ngươi xuất chiến, đều bị ngươi từ chối. Chẳng hiểu ngươi có gì hay ho làm anh công phải tốn công như vậy. Chẳng ai phái ta tới, ta chỉ ngứa mắt với thái độ như mình ở trên người khác của ngươi thôi, ngươi là cái thá gì mà được các lão tướng coi trọng. Vân Sơ đi tới bên con ngựa mận chín, lấy gậy đánh bóng chày của mình, vỗ vỗ vào tay, nể mặt cha và huynh trưởng đã chết của ngươi, ngươi tự chọn đi, muốn gãy cái chân nào. Đám phủ binh trong huyện thấy huyện tôn muốn ra tay ai nấy hò hét phấn khích, họ ngứa mắt với tên này nãy giờ rồi. Thấy Vân Sơ như đám mây đen từ từ áp tới gần, nụ cười mỉa trên mặt Quách Đãi Phong nhanh chóng biến mất, rút đao ra, một tay cầm vỏ đao, một tay cầm ngang đao tiến tới. Trận chiến trước đài điểm tướng, Vân Sơ không tham gia, nhưng không ít người chứng kiến y chiến đấu với Bách Kỵ, hiện trong quân không ai dám coi thường sự khiêu chiến của y. Trái ngược với sự khẩn trương của Quách Đãi Phong, Vân Sơ rất thong dong, gậy bóng chảy kéo lê dưới đất, lão tử không phải sợ lên chiến trường, mà là ghét nơi đó. Giờ không biết kẻ mù mắt nào đem nam nhi tốt của huyện Vạn Niên phối với một thứ phế vật như ngươi chứ, làm nhục anh hùng hảo hán nơi này. Vân Sơ vừa nói vừa tiến, trông không hề có ý ra tay, Quách Đãi Phong đã bị ép lui liên tục, bốn phía xung quanh cười nghiêng ngả. Quách Đãi Phong cực ghét Vân Sơ, chẳng nguyên nhân gì hết, đơn giản cha và huynh trưởng chết ở Quy Tư, Vân Sơ thì trở về như anh hùng, riêng điều đó khiến hắn ghét rồi. Nếu chỉ thế đã đành, cái tên Vân Sơ liên tục được nhắc tới, mỗi lần nghe tên y, sự khó chịu trong lòng Quách Đãi Phong lại tích góp sâu thêm một phần. Giờ thêm tiếng cười chế nhạo xung quanh, hắn làm sao nhịn nổi nữa, hét lớn dồn sức vung đao chém tới. Vân Sơ không né, ngược lại còn vươn tay ra đón, Quách Đãi Phong cả kinh, hắn cực ghét Vân Sơ, nhưng không dám chém đứt tay y, vội vàng thu đao. Nhưng muộn rồi, đao của hắn bị Vân Sơ tóm lấy, hoành đao va chạm với găng tay, phát ra âm thanh như kim loại va chạm. Khi Quách Đãi Phong đang kinh ngạc thì gậy của Vân Sơ đã thúc mạnh vào bụng hắn, Quách Đãi Phong gập người như tôm, hoành đao bị Vân Sơ đoạt mất. Vân Sơ thuận tay ném đao đi, nhìn găng tay xuất hiện vết nứt liền tháo ra ném cho Trần Hộ Tào, nói với Lôi Đại Bằng, thứ này của hắn, chưa được, hại lão tử thiếu chút nữa làm lão tử mất một tay, mất mặt tổ tông Lôi ra. Nói xong quay người nhìn Quách Đãi Phong ôm bụng chưa đứng dậy được, muốn mạnh miệng thì phải có vốn liếng đấy, không chỉ làm thằng hề thôi. Quách Đãi Phong biết mình không đấu lại Vân Sơ, nhưng thua trong một chiêu làm hắn không khác nào bị hất chậu nước lạnh vào mặt, gào lên, có giỏi giết lão tử đi. Giết ngươi làm gì cho bẩn tay, xin một cái chân là đủ rồi. Vân Sơ cười vung gậy lên đập xuống, đúng lúc này tên phó tướng vốn kiểm kê nhân số chạy tới chắn trước mặt Quách Đãi Phong. Gậy của Vân Sơ đổi hướng sượt qua ông ta. Vị phó tướng già vội nói, huyện tôn, Quách tướng quân có sai cứ nhắm vào ti chức, đại quân sắp tới Liêu Đông, mất một đại tướng bất lợi cho cuộc chiến.
Vân Sơ nhìn viên phó tướng tóc bạc, y không ra tay được, rốt cuộc vẫn trúng kế của các ngươi, về nói với anh công, nhân mã huyện Vạn Niên không phải để người ta trà đạp. Đám đại lão bọn họ ngồi trên cao quen coi mạng người là cỏ rác, bản quan là quan phụ mẫu của họ, có chức trách đảm bảo tính mạng cho họ. Viên phó tướng đỡ Quách Đãi Phong bị đả kích nặng nề cúi mặt không dám nhìn ai, từ từ lùi lại phía sau, cách 10 bước mới nói, lời của huyện tôn, ty chức nhất định sẽ chuyển cho anh công. Nói rồi đỡ Quách Đãi Phong lên ngựa, đoàn người vội vàng về Trường An. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Sử Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, Định Viễn Tướng Quân. Quách Đãi Phong chỉ là thứ phế vật bị người ta lợi dụng thôi, Vân Sơ không làm khó hắn quá mức, đợi đám phủ binh hè hét hỗn loạn dừng lại mới nói. Nếu thế bản quan miễn cưỡng đưa các ngươi lên chiến trường vậy, đừng nghĩ đều là hương thân mà bản quan nương tay, vi phạm quân pháp, không có kết quả tốt đâu. Quy củ không phải nói nhiều nữa, ta chỉ nói thêm một điều, tiến vào nước địch không được phép tự ý cướp bóc. Không phải không cho các ngươi phát tài mà các ngươi căn bản không biết cái gì mới là đồ tốt. Nên mọi thu hoạch xung công, sau đó dựa theo chiến công phân phối. Các ngươi có tin huyện tôn của các ngươi không? Tin. Đám phủ binh lần này hô rất thống nhất, bọn họ đều biết tính khí huyện tôn nhà mình, từ khó tính hay đánh người ra thì ở mặt công bằng, không có gì phải nói. Huyện tôn cũng giống mình, không nhịn được muốn đi liêu đông rồi. Bên cạnh toàn là hương thân, cầm quân là huyện tôn từng một mình xông vào vạn quân địch vẫn rút lui an toàn, tất nhiên là ai nấy hoan hỉ vô thượng. Sai người huyện nha ổn định binh sĩ xong, Vân Sơ về thành, viết tấu sớ thỉnh chiến nhờ Ôn Nhu dùng đường tắt đưa lên. Chuyện đúng như Ôn Nhu dự liệu, ngay hôm sau Vân Sơ có thêm một võ chức là ngũ phẩm định viễn tướng quân. Ôn Nhu xem văn thư binh bộ, tặc lưỡi, định viễn tướng quân là ngũ phẩm thượng, cao hơn chức vụ hiện giờ của ngươi. Có điều là chức vụ thời chiến, về bị phế truất. Thôi, Vân Sơ không quan tâm chuyện đó, nghĩ cho kỹ đi, thực sự muốn lên chiến trường à? Ôn Nhu cười, là nam nhi đại đường ai chẳng có nguyện vọng dẫm vó ngựa lên quốc đô địch chứ? Người ta gọi một tiếng vội vàng chạy tới gọi là chó. Người ta tốt với ngươi một chút liền chủ động sán tới gọi là thứ hạ tiện không đáng tiền. Người ta năm ba phen mời ngươi lên chiến trường, ngươi không đi là quỷ nhát gan. Bởi thế lựa chọn điểm dừng khi nào có học vấn. Chó không có tư cách nhắc tới điều kiện, ví như thống lĩnh người của mình. Thứ hạ tiền không có tư cách xin lão đại thuốc nổ. Cùng là lên chiến trường, quyền chủ động có nằm trong tay mình hay không rất quan trọng. Năm xưa ở thành Quy Tư, Hà Viễn Sơn vì chủ động sán tới thỉnh chiến nên hắn thuộc loại không có quyền tự chủ nào, kết quả bỏ mạng xa trường. Quân đội là nơi thế nào? Từ xưa tới nay có câu quân lệnh như núi, khi núi đè xuống thì làm gì lấy lý lẽ chống đỡ được. Vân Sơ chọn thời cơ vừa vặn, hơn nữa y thỉnh chiến với hoàng đế khi bị ép, thể hiện mình không có dã tâm gì với quân đội. Còn có thể đem mình thành món hàng có giá trong quân, không phải loại người ta có thể tùy tiện dùng làm tốt thí. Trước cả khi huyện Vạn Niên nhận quân lệnh huy động 3.100 phủ binh, Vân Sơ đã sẵn sàng tham dự cuộc chiến này rồi, y từ lâu đã biết mình không tránh được, Lý Tích không để cho y trốn tránh. Trận chiến diệt Cao Câu Ly này là một lần kiểm nghiệm nhãn quang của Lý Tích. Trong sự kiện lớn như thế, ý chí của Lý Tích bao phủ lên tất cả mọi người, ông ta điểm danh ai là người đó phải có mặt, ý chí của Vân Sơ không là cái gì. Vì thế Vân Sơ đã chuẩn bị hết rồi, y dẫn thuộc hạ xuống quê liền 6 ngày, cùng các lý trưởng định ra kế hoạch phát triển toàn huyện. Y gọi Hứa Du tới hỏi tiến độ trồng rau cải trắng, sau đó giao cho Lý Hoàng bồi dưỡng. Còn dốc sức trang bị cho phủ binh trong huyện, chẳng lẽ y tốn công sức như thế để cho người khác hưởng lợi? Y chỉ đợi thời điểm tốt nhất để thu được quyền tự chủ lớn nhất mà thôi, tuy làm vậy sẽ mất lòng phía võ tướng. Nhưng trên đời không chuyện gì vẹn toàn, y có thể nắm phủ binh huyện Vạn Niên trong tay là cực kỳ hiếm có rồi. Đã chuẩn bị tâm lý trước, Vân Sơ tiếp nhận hết sức bình thản. Khi Vân Sơ mặc khải giáp chuẩn bị rời nhà tới quân doanh, Ngu Tu Dung dẫn cả nhà chúc Vân Sơ khải hoàn trở về. Bọn họ trông rất kiêu ngạo, chẳng có gì bi thương, chỉ có Vân Na là khóc chết đi sống lại. Tới giờ nỗi sợ hãi lớn nhất của nó là chuyện ca ca đi tác chiến, nhốt nó trong cái hầm tối đen, ngồi đó khóc một mình. Không được khóc, Ngu Tu Dung quát, cho dù nàng cũng rất sợ, rất lo cho trượng phu, nhưng phụ nhân quan trung đưa trượng phu xuất chinh không được khóc.
khóc là trượng phu sẽ không về. Vân Na ôm chặt miệng, nhưng nước mắt chảy thành dòng tuôn ra. Vân Sơ cười ôm Vân Na vào lòng hôn một cái lên trán. Không, nói gì cả, lần lượt hôn lên má Lý Tư, Vân Cầm, Vân Cẩn vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Y lại quay sang nói với Cửu Phi gác bên cửa, trong nhà nhờ ngươi. Cửu Phi chắp tay thi lễ, lang quân yên tâm. Vân Sơ nhìn Lưu Nghĩa, điều cần nói hôm qua ta nói cả rồi, ngươi cứ theo đó mà thi hành. Lưu Nghĩa kích động bắt trước trong quân đấm ngực, vâng. Vân Sơ giao con cho Ngô Tu Dung, cười, ta đi rồi về, rồi cùng phó tướng Trung Quỳ rời nhà. Bên ngoài cũng có rất nhiều phường dân tới đón, bọn họ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng hai bên đường, chúc phúc cho huyện tôn. Hôm nay là ngày chủ tướng các lộ quân vào quân doanh, lúc này quan quân tiễn biệt người nhà rất nhiều. Cảnh tượng tương tự, lễ nghi tương tự, rất ít người khóc, người quan trung nghìn năm qua đã quen với cảnh này rồi. Có khóc chỉ là lúc về nhà đóng cửa khóc một mình, đi ra ngoài lại là gương mặt kiên cường. Con ngựa mận chín phấn khích liên tục quẫy đầu, Vân Sơ đi trước, Trung Quỳ cầm lá cờ lớn màu đỏ sậm, trên ghi Định Viễn tướng quân. Người đi đường nhìn cờ đỏ là biết Định Viễn tướng quân xuất chinh, họ đều dừng bước thi lễ. Không lâu sau trên Chu Tước Đại Nhai xuất hiện rất nhiều lá cờ tương tự, Minh Uy tướng quân, Trấn Viễn tướng quân, Hoài Hóa Trung Lang tướng. Đợi khi Vân Sơ nhìn thấy cờ Tuyên Uy tướng quân Tòng Tứ Phẩm từ tức không nói lên lời, vì dưới cờ là Bùi Hành Kiệm. Phó tướng Vương Phương Dực nhìn thấy Vân Sơ còn biết chắp tay chào, Bùi Hành Kiệm thì hếch mặt lên, làm ra vẻ không nhìn thấy y. Dần dần cờ trên Chu Tước Đại Nhai trở nên dày đặc, Vân Huy tướng quân, Quý Đức tướng quân, Quan Quân Đại tướng quân, những võ quan cấp cao lần lượt xuất hiện. Có điều được đi chính giữa Chu Tước Đại Nhai chỉ có một chiếc xe ngựa do bốn ngựa kéo, Lý Tích toàn thân khải giáp ngồi trên xe, tay trái nắm bảo kiếm, tay phải cầm lá cờ tam giác nhỏ, mặt uy nghiêm. Sau xe ngựa là hai tên thân vệ hùng tráng, một giơ cao cờ, một nâng hộp lệnh tiễn. Trên cờ trừ một chữ soái ra thì không có gì hết. Từ khi cờ soái xuất hiện, số cờ lộn xộn lập tức trở thành đội ngũ chỉnh tế. Sau cờ soái là Hoài Hóa Đại tướng quân, Quan Quân Đại tướng quân. Cờ Định Viễn tướng quân của Vân Sơ tuy không ở trên cùng cũng chẳng ở phía dưới, dù sao còn nhiều võ tướng lục phẩm, thất phẩm lót đáy cho y. Khải giáp của Tiết Nhân Quý rất phô trương, màu bạc, đứng trong đám tướng quân giáp đen xì xì vô cùng chướng mắt. Vân Sơ ném ra một cục đá, bá bay rất nhanh, ở hoàn cảnh ồn ào hỗn loạn như thế mà Tiết Nhân Quý vẫn nghe thấy tiếng cục đá phá gió bay tới. Hắn kệ cục đá đập vào giáp, vỡ nát, chỉ lạnh lạnh nhìn Vân Sơ một cái tỏ ý thừa biết, nhưng người ta không thèm để trong lòng. Các bạn đang nghe chuyện Đường Nhân Đích San Trác của tác giả Kết Giữ Hai tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 510, Đăng Đàn Bái Tướng. Lúc Vân Sơ rời nhà, người dân Trường An nhìn thấy cờ của y, chỉ chắp tay thi lễ mà thôi. Khi Lý Tích xuất hiện, bách tính quỳ bái, đây chính là vị cực nhân thần. Rời khỏi Trường An, chúng tướng tản ra, tới quân doanh của mình, không ai dám chậm trễ. Chỉ cần là người trong quân đều biết Lý Tích có thói quen trước khi khai chiến giết người tế cờ, lần này nữ tế của ông ta đánh chết cũng không tới. Không biết ông ta sẽ lấy con quỷ xui xẻo nào để tế cờ, nên tốt nhất đừng phạm lỗi để ông ta có cớ. Đừng cho rằng đây là câu nói đùa, thực sự sẽ bị chặt đầu treo lên cổng quân doanh để cảnh cáo đấy. Vân Sơ không muốn làm tên xui vẻo đó, vội vàng về quân doanh, trong doanh đã có trưởng sử hành quân Ôn Nhu chỉnh hợp quân ngũ đón đợi. Đi mau, địa điểm tập hợp ở phía đông thành, ba hồi trống không tới chặt đầu. Sau khi bệ hạ đăng đàn bái tướng, đại quân lập tức xuất hành 30 dặm. Ôn Nhu vừa dứt lời, 100 thám báo đã thúc ngựa rời quân doanh tới đông thành thăm dò chỉ dẫn vị trí cho đại quân. Thám báo đi một cái, Truy Trọng đã chất đồ lên xe từ từ khởi hành trong tiếng quát tháo đốc thúc của Chiết Trùng giáo úy, tiếp đó là bộ tốt, phía sau là đội ngũ kỵ binh của Vân Sơ. Chuyện hành quân không cần Vân Sơ nhọc lòng, đó là chuyện của trưởng sử Ôn Nhu. Mà kỳ thực cũng chẳng cần Ôn Nhu lo, vì có hai chỉ quả giáo úy, 10 ngự vũ giáo úy, 30 nhân dũng giáo úy, đây mới là những võ tướng thường ngày phụ trách quản lý phủ binh. Đây là quân pháp của Đại Đường, bình thường loại Định Viễn tướng quân như Vân Sơ chẳng là cái rắm gì, thậm chí chẳng có quyền chỉ huy bất kỳ phủ binh nào. Đừng nói Vân Sơ, cả Trấn Quân Đại tướng quân Tòng Nhị Phẩm như Lý Tích cũng không có tư cách đó.
Tới thời chiến binh bộ tất nhiên phân phối quân cho các tướng quân, đó gọi là tướng không biết quân, quân không biết tướng. Mặc dù không hay lắm, nhưng phòng phạm hữu hiệu võ nhân làm loạn. Nhìn quân đột trật từ rời quân doanh, Vân Sơ thấy cách này đúng là rất hay, chỉ là về sau có tên hoàng đế ngu xuẩn, cho tiết độ sứ quá nhiều quyền lực nên mới có họa diệt quốc. Quân đội của Vân Sơ đóng ở phía nam thành, khi nghe thấy hồi trống thứ nhất y đã nhìn thấy đài điểm tướng. Lúc này trên đài điểm tướng chỉ có bốn lễ quan ăn mặc hết sức rườm rà đứng ở bốn góc, chính giữa có một cái đỉnh lớn đang bốc khói. Tham báo xuất phát trước đó đã tới nơi, đánh dấu vị trí cho quân đội tập hợp. Chẳng biết vì sao Vân Sơ vốn chẳng hứng thú mấy với lần xuất chinh này, nhưng khi nhìn cái đỉnh bốc khói nghi ngút lại có chút kích động. Đại quân quá vạn, vô bờ vô bên, mà lần này quân đội rời Trường An tới hơn 5 vạn, nay toàn bộ đứng xung quanh đài điểm tướng, gần như có thể hình dung bằng mây đen che trời. Ba hồi trống kết thúc, 5 vạn người yên tĩnh, trừ thi thoảng có tiếng ngựa hí thì không một tiếng người. Một nhạc đội trăm người mặc áo sặc sỡ đi vào từ phía bắc, sau đó là bách quan, tiếp đó nữa là đội, ngũ nghi trượng dài hơn 200 mét của hoàng đế. Lý Trị mặc đại lễ phục từ loan giá xuống, Lý Tích dùng đại lễ quỳ bái, phất ống tay áo rộng ngoài khải giáp tiến tới một bước. Tiến tới bước nữa, rồi bước nữa như vũ đạo, hoàn thành ba lần quỳ bái Lý Trị. Đợi ba lần quỳ bái kết thúc, Lý Trị đỡ Lý Tích lên, hai người lên đài điểm tướng. Vân Sơ đứng cách quá xa, chẳng nghe thấy lễ quân dâu dài đọc cái gì, chắc là văn thư tế thiên thôi, vì ông ta đọc xong liền ném vào đỉnh. Gió đông nổi, gió nam nổi, gió tây nổi, gió bắc nổi. Lễ quan bốn góc chắc là phải dùng hết sức bình sinh mới giống lên được tới tai Vân Sơ như thế. Lý Trị tay cầm hương, đích thân ném vào cái đỉnh đang cháy rừng rực, tiếp đó giống như Lý Tích vừa rồi, hướng về phía tay bái thiên kiểu vũ đạo. Tiếp đó Lý Trị đứng đối diện với Lý Tích không ngờ hành lễ với ông ta, Lý Tích thản nhiên đón nhận, đây chính là đăng đàn bái tướng, thời khắc vinh quang của mỗi một võ tướng. Mỗi lần Lý Trị khom mình, Lý Tích lại giống lên, nhất định không phụ ủy thác. Sau ba lần, Lý Tích quỳ bái đất, hai tay giơ cao, lễ quan lấy từ khay một cái ấn, giơ cao cho bốn phía xem rồi đặt lên tay Lý Tích. Lý Trị và lễ quan lần lượt rời đi, lúc trên đài chỉ còn một mình Lý Tích. Ông ta giơ cao ấn tín cho tướng sĩ nhìn, giống lên, bệ hạ có lệnh, trinh phạt Cao Câu Ly. 5 vạn người dưới đài cùng chắp tay thi lễ hô vang, vâng. Cả Vân Sơ cũng không kìm được hét lên bằng âm thanh to nhất, da gà nổi khắp toàn thân, sĩ khí thoáng chốc bừng bừng. Đại tướng quân nhận được ấn tín, dựa theo luật lệ đại đường phải lập tức nhổ trại xuất chinh. Có điều trong ngày hôm đó chỉ đi 30 dặm. 5 vạn đại quân chỉnh thể hành quân thì tốc độ không cao được, vì tốc độ phải căn cứ vào đội ngũ truy trọng chậm nhất để tính toán. Hành quân ở Quan Trung, đại quân chỉ có thể mang theo 3 ngày quân lương, rời Quan Trung chỉ được mang 9 ngày, tới Tịnh Châu thì mang nửa tháng. Hành quân trong địa phận đại đường thường do châu phủ đương địa cung ứng quân lương. Một châu cung ứng quân lương cho 5 vạn người thì cơ bản chỉ vài ngày là ăn sạch quân lương trong kho nơi đó. Đó là nguyên nhân vì sao quan viên địa phương chống đối và đau thương với đại quân đi qua. Mục tiêu đầu tiên của đại quân là Tấn Dương, nên phải đi qua Bá Kiều tiến về phía đông. Người tiễn biệt Vân Sơ chỉ có Địch Nhân Kiệt. Tên này đứng trong đám đông nhìn đại quân đi qua trước mắt, khi thấy Vân Sơ chỉ vẫy tay mấy cái rồi đi, rất tiêu sái. Ngay cả thơ cũng chẳng làm một bài, càng chẳng có cảnh lãng mạn tặng cành liễu cho y. Đại quân rời Bá Kiều coi như đã rời Trường An, tới lúc này quyền lực của Lý Tích thể hiện ra. Đại quân đi tới điểm giao cắt giữa Lâm Hà và Đồng Hà. Nếu tiếp tục đi tới nữa là rời huyện Văn Yên tới huyện Tân Phong, Lý Tích hạ lệnh cắm trại dưới Ly Sơn, chuẩn bị mở hội nghị quân sự đầu tiên của ông ta. Đại quân cắm trại ở địa phận huyện Vạn Niên. Khi Vân Sơ cắm trại, trung quân truyền tới tiếng trống nặng nề, y thở dài lên ngựa tới đại trướng trung quân, vẫn câu đó thôi, ba hồi trống không tới chém. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Đường Nhân Đích San Chắc của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.